Thưa quý vị, như tin đã đưa, sáng nay mùng 5 tháng 1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí ủy viên Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với báo cáo kết quả công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ, đồng thời nhận định năm qua, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng dưới sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023, phương châm đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành có kinh nghiệm hơn, đổi mới hơn, quyết liệt hơn, chủ động hơn, linh hoạt hơn, sát thực tiễn hơn, hiệu quả hơn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng cấp bách. Cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rất sâu sát, chủ động nắm tình hình, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, kịp thời có những quyết sách cụ thể, phù hợp để xử lý những vấn đề mới phát sinh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Thủ tướng nhận định tình hình năm 2024 tiếp tục khó khăn và có thể khó khăn hơn năm 2023. Và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Và với tinh thần đó thì chúng ta thể hiện 5 quyết tâm. Một là quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua mọi thách thức trong các lĩnh vực. Thứ nhất. Hai là quyết tâm thực hiện không nói không nói khó, không nói có mà không làm. Thứ ba là quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật và nhân dân hưởng thụ thật. Thứ tư là quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo người dân, doanh nghiệp được hưởng những cái chế độ chính sách, những cái ưu đãi và những cái thành quả của chúng ta mang lại. Thứ năm là quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm 2024. Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả các đột phá chiến lược, tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất, cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới nổi, phát triển mạnh các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ưu tiên bố trí nguồn lực cho phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, rà soát hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tổ chức liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Các địa phương đề nghị đẩy mạnh ngay từ đầu năm giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung giải quyết vướng mắc về cơ chế, chính sách ưu đãi, thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, tính giá đất, v.v. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng khả năng hấp thụ vốn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia, thực hiện quyết liệt đề án 06 trên địa bàn các địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu cần tập trung giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, chú trọng nâng cao tính tự lực tự cường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống người dân, công tác quốc phòng an ninh đối ngoại, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để ai không có Tết. nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương quán triệt tinh thần hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong toàn hệ thống cán bộ công chức viên chức trong phạm vi quản lý.